chào mọi người, hôm nay mình sẽ review chiếc xe SH mà anh em nó mới mua rồi, mọi người. Này ở SH Mo. Mới lấy về, chưa có bán số. Dạ con chào máy cài hả? Màu này là mắc nhất đó mọi người. Loại SH Mo này nó có 3 loại màu mọi người, màu đỏ và màu này và màu màu nữa là màu cái màu gì mình cũng không dành cho gì xe này cho lắm. Thắng đĩa này kêu thắng đĩa gì là lâu thắng đĩa là kêu thắng đĩa gì ABS hả? Nhìn thắng đĩa này ha, đẹp thiệt. Cái màu này là màu bạc, màu này màu sơn mắt nhất đó mọi người. Giá của em này là 69 tờ. Chút xíu lấy tờ về. Mình cũng mê lắm nhưng mà không có gỡ nổi. Này xe con em mà review cho mọi người xem. Chiếc này thì nói chung thì nam nữ đều chạy được mọi người, nhưng mà nữ thì chạy nó sang hơn, nhưng mà nam mình chạy cái SH của nam thì nó to quá, này nó gọn. Nhìn chữ logo nó sắc sảo ha mọi người. Mẫu là đứng review coi. Chuẩn bị lấy bằng số. Này là bao qua với là 69 năm. SH Mo. Chuẩn bị lấy bằng số. Mới lấy bằng số về mọi người. Số quá đẹp luôn. Bánh xe sóc trăng luôn. Lấy giấy tờ xong 70 không em? 70 luôn hả? 695 hả? Nó ngon cái bố thắng tước ha. Thắng tước nó độc quá ha. Thôi clip tới đây mình tạm dừng nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye mọi người, bye cả nhà.